Tôi chỉ rõ ra đây đó. Lan can mẫu cưa gia đình anh em nhé, rất là mới luôn. Rất là mới rồi, anh em chốt thì liên hệ mình nhé. Cửa hàng Đông Cơ Thị Hải xin kính chào quý vị anh chị và các bạn. Địa chỉ của cửa hàng 3 Sa Văn Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Số điện thoại để quý khách hàng có thể liên hệ là 0974644973, 0337019191. Hai số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và các ship hàng toàn quốc. Quý vị anh chị mua hàng cứ liên hệ trực tiếp hai số điện thoại của bên em. Hôm nay bên em có một siêu phẩm mẫu máy cưa trong gia đình, phải nói là rất là mới. Thương hiệu đến từ Makita của Đức. Em sẽ giới thiệu chi tiết cho mọi người coi. Makita. Mặt phía trước của máy này. E2835N. Phải nói máy rất là xuất sắc anh em nhé. Ốc A 7 màu hết. Vàng ươm. Mặt đây. Mặt bích khởi động này. Cái này là chế hoặc khí nằm ở phía trước anh em nhé. Làm xích của máy này. Giới thiệu tổng quan cho anh em xem hết. Rồi, sang mặt bên này. Phải nói nó rất là đẹp anh em, mới tinh. Rất là mới, không khác này. Đẹp xuất sắc luôn. Seri của máy đuôi là 105 5. Lan can. Ok. Rồi, bây giờ em sẽ vào chi tiết giới thiệu cho anh em các bộ phận mà khởi động máy hành tinh ha. Đây thì nó có bình chứa nhiên liệu của máy này ha, bình chứa nhiên liệu của máy nhé. Đó. Kế tiếp đây là một cái chốt e gió này. Chốt e này là khi anh em sử dụng mà anh em để lâu ấy, máy nguội hoàn toàn ấy, thì anh em kéo ra, anh em giật từ 1 đến 5 tá. Chỉ được phép giật vậy thôi nhé, không được giật nhiều anh em nhé. Giật nhiều là nó ngộp. Đó. Giật từ 1 đến 5 cái này anh em đẩy vô cho em ha. Đó. Ở đây mới ốc cái mà chỉnh găng tì là hát thì mình bỏ qua ha. Rồi. Mặt phía trước đây là mặt bằng nhựa nhé, để cho nó nhẹ này. Mặt nhựa này không phải kim loại ha, nhựa. Và chế hoặc khí là bên trong này luôn, bên trong con nó đó. À, còn đây thì mặt khởi động của nó có một cái tem logo là Makita. À, Makita. Nghe em nhìn kỹ nhá, rất là mới. Nó rất là xuất sắc anh em. Rất là mới luôn, mới như cái thùng này. Đây thấy cái thùng này có ok luôn. Rồi. Ở dưới đây này thì nó có thêm cho anh em một cái bình chứa nhớt thải. Nhớt thải để nuôi làm xích, bình chứa nhớt thải để nuôi làm xích ha. Rồi. Đây cái nó một cái bên đây có một cái công tắc đây này. Tắt bật máy, khởi động máy ha. Mình ấn xuống là tắt máy, hắt lên là mở ha. Kế đây là những cái bộ phận cầm cò ga. Thì có phục những đầy đủ ha. Buji nằm đây. Mặt trước của máy thì nó gắn một cái tem E2835N. Trên đây thì nó thiết kế cho mình một cái chắn. Cái chắn này phòng sên xúc ra ngoài nó rất là nguy hiểm nên nó làm sẵn cho mình ha. Rồi, mặt bên này thì ốc ác thôi, rất là đẹp, nước mát ha. Rồi, qua bên này thì cái mặt ốp lam của nó thì nó là bằng kim loại anh em nhé, thay bằng mủ nhé, là bằng kim loại. Đây, đây là làm sát cái bồ này, bồ xả nó ở đây, làm sát qua nó làm bằng kim loại thì cũng rất là hợp lý, chi tiết này rất là hợp lý ha. Rồi, đây thì con máy, mặc dù máy nhỏ này,
Thật ra thì dùng một con ốc cũng khá ok rồi, nhưng mà thằng Makita này nó rất là kỹ, hàng Đức mà, kỹ vô cùng luôn. Đó. Nó làm luôn hai con cho bền luôn đi. Đó, có thịt vào. Đây. Tiếp theo đây thì máy này thì sở hữu được một bộ lam xích, xích chuột 1/4 ha. À, cái bước xích của nó là 1/4 xích chuột. Và cây lam là lam đầu nhông, lam bánh xe đầu nhông. Khoảng cách cắt được của cây lam này ha. Khoảng cách cắt được cây lam này 35 cm. Đây, từ đây đến đây nó cưa được 35 cm. Còn tổng cái độ dài của cây lam tới đây thì nó là 42 cm, xích chuột 1/4 ha. Ok anh em. Rồi, mình đã giới thiệu xong cái phần bề ngoài của máy ha. Rồi mình giới thiệu tiếp cho anh em đến cái vấn đề khởi động này. Thì giống như mình nói anh em, để lâu thì cứ như bên đây mình mới khởi động rồi thì mình cứ giặt thôi. Anh em để lâu thì nhớ kéo e ra giùm em, bật công tắc rồi. Mẫu này cưa gia đình thì không phải suy nghĩ, nhớ được là ướt hết làm xích luôn. Đó, ok hết rồi nha. Đây nó bắn cả lên đây luôn này. Đấy, đó là test tiếng nổ thì nha nghe ha. Sản phẩm này thì đi theo kèm thì mình sẽ tặng cho anh em phụ kiện của nó là 3 món ha, móc khóa, buji và một cây giũa. 3 món phụ kiện cho anh em này. Và máy này thì mình sẽ bảo hành cho anh được anh em là được 12 tháng bao lột nòng. 12 tháng bao lột nòng. 12 tháng bao lột nòng anh em nhé. Rồi, giá sản phẩm con này mình bán cho anh em với giá là 2,2 triệu. 2,2 triệu con máy này. Anh em nào cảm thấy phù hợp với túi tiền mình mà cưa trong gia đình, thích máy đẹp, máy ngon thì anh em liên hệ mình nhá, số Zalo 0974644973 0337019191. Hai số điện thoại của mình đều có sử dụng Zalo hết. Anh em cứ kết bạn, mình sẽ là hướng dẫn anh em làm thủ tục mua máy. Máy thì mình quay cho em, anh em là rất là chi tiết rồi. Đó, cam kết nguyên zin chưa ra máy, rất là chi tiết cho anh em rồi. Anh em chốt thì liên hệ ngay với mình nhé. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi video. Xin chào anh em.